3-2-1 action, mời anh chị em quay lại sân Lai Xá để chứng kiến trận bán kết 2 giữa 4 vận động viên Tú Thái Nguyên, Trung Sơn Đồng đối đầu với đôi Nhổn, Quang Nhổn và Công Nhổn. Tỷ số hiện tại đang là 0-0. Đọc qua vị trí vận động viên mặc áo đen quần đen là Công Nhổn, Quang Nhổn áo đỏ quần đen. Phía gần màn hình ở phía xa vào trang phục Nike. Nike đấy là Tú Thái Nguyên, đứng lưới là Trung Sơn Đồng. Cú sơ bóng rất khó chịu đến từ Tú Thái Nguyên. Tỷ số hiện tại đang là 15-0-0. Cho em mượn cái ghế xanh này. Đấy, chính xác. Tỷ số chính xác đây, chính xác. 15-30, hiện tại trên sân bắt đầu có mưa rồi các bạn nhá. Đánh lệch lệch người, tặng người nó ra một tí. Tỷ số hiện tại trên sân bắt đầu trời có mưa. Pha cạc vợt, cứu bóng vẫn thành công đến từ vị trí của trở mặt mất hình, kê bóng tê tay. Chưa kịp mở vợt. Tỷ số hiện tại đang 30-0-0. Mình đang hạ trụ các bạn nhá, để ngồi bình luận cho dễ. Rồi, trên chân trời lất phất mưa đến giờ này thì mưa cũng được rồi. Minh Nghiệp có đôi nào vào sâu không? Phương có anh Đà Viết Đạt đây, Đạt Lũ ơi. 40-30. Đôi Quỳnh Khan và đôi ai nhỉ? Và Khổng Lồ đang đánh bán kết một bên kia anh ạ. Khả năng là đang dẫn 2-0 rồi. Đôi đấy khả năng vào chung kết. Anh em chỉ có chia sẻ cho bình luận viên nhá. Anh bắt khen hai tay rất hay đến từ vị trí của Tú Thái Nguyên. Bóng rất nhanh lên lưới rất tốt. Đừng đánh thế. Tỷ số 1-0 cho đội Tú Thái Nguyên và Trung Sơn Đồng. Quang ơi đừng đánh thế Quang. Anh ơi tỷ số bao nhiêu rồi? 1-0 rồi. Toàn Tứ Liêm ơi, cho đôi Tú Thái Nguyên và Trung Sơn Đồng đổi sân đổi ra bóng. Xin chào thầy Toàn Tứ Liêm. Hiện tại trên bên khán đài chia thành hai phe, một phe Sơn Đồng và một phe đến từ Nhổn. Game ra bóng số 2, Công Nhổn ra bóng. Công Nhổn áo đen quần đen. Trả ra bóng lỗi đến từ Trung Sơn Đồng. Tỷ số 15-0. Tỷ số bên kia chắc là 2-1 rồi. Hả? Đêm 2-1. Đêm đều. Lưới rất hay đến từ vị trí của Tú Thái Nguyên. Và bẻ lái khiến cho Quang Nhổn bất ngờ. 15-0. Tỷ số hiện tại đang là 0-1, 15-0. Nhấc lốp từ đến từ vị trí của Smart mất hình đến từ Tú Thái Nguyên. Cú nhấc lốp của Công Nhổn là không đủ sâu. Tú đã chủ động Smart. Điểm 15-30-0-1. Anh em chỉ có chia sẻ vào các hội nhóm giúp bình luận viên và ban tổ chức giải nha. Để livestream này là mình quá là cố gắng luôn, bởi vì ngày hôm qua là từ 11 giờ đêm đến tận 8 giờ sáng hôm nay mình chưa ngủ đâu. Đến thời điểm bây giờ chưa ngủ. Đêm qua vẫn phải lọ mọ ở bệnh viện Đại học Y đưa vợ đi khám viêm ruột thừa, may mắn là không bị viêm. 8 giờ sáng không. Vợ đặt vòng ấy rồi, đình sản rồi. Và bác sĩ cũng hỏi thế mà, tưởng chữa ngoài dạ con, nhưng không phải. Gọi là viêm bên kia bắt đầu hồi đúng không? Hai bác già bắt đầu hồi, bắt đầu quen nhịp. Giải này thì ban tổ chức là Tuấn Nhổn cho cướp lưới các bạn ạ, cho cả dẫm vạch luôn. Một pha lốp rất cao đến từ vị trí của Trung Sơn Đồng và cắt bóng dọc vây không thành công đến từ Tú Thái Nguyên.
Tỷ số. Tỷ số lớn là bao nhiêu rồi nhỉ? Lúc nãy bẻ game này. Bẻ game 2-0, 2-0, 0-15. Tỷ số 2-0, 0-15. Và nhấc lốc bắt đầu cũng thành công. 0-30. 2-0, 0-30. Bên kia 2-1 rồi thì. Bên kia lại bắt đầu. Không, rồi chúng qua bên kia. 0-40. Chậm lại em ơi. Tầm này phải đánh như con gà máy mơ các bạn ạ. Nhặt từng hạt thóc, nhặt từng điểm. Đội 1. Chứ đánh như con gà trống thì thôi hỏng. Nhặt được miếng nào cho đối thủ hết. Đội kép. Tỷ số 2-1 cho đội Tú Thái Nguyên và Trung Sơn Đồng. Trời bắt đầu mưa nặng hạt rồi. Bình luận viên vẫn ngồi đây. Trái đôn hết. Đấy là giọng của Ký nhá. Anh em nhổn đang giao lưu với anh em Sơn Đồng. Anh em donate ủng hộ rồi mỗi số tài khoản ở bên dưới nhá. Nhìn là Vietcombank Nguyễn Đức Phương 00 11 00 16 16 916. Bảo Sơn lên lưới. Ba sân lưới không ăn thua rồi. Rồi đấy là trả ra bóng lỗi. Điểm 1-2 Việt Nam Khâu. Xin chào Việt Tam Đảo. 8-2 em. Việt Tam Đảo Bình 8-8. Chết ở tứ kết rồi. Không được. Bình thường đã cho cướp lưới với cả dẫn bạch thì đổi thoải mái. Đánh kiểu đấy là giống kiểu của VN đấy. Rất mất tập trung với trận bán kết 1 bên kia các bạn đã đầu. Hồng rất hay đến từ qua nhồi. Xuyên nách của Trung Sơn Đồng luôn. Thôi chết rồi, mưa rồi. Chào Khánh bé, lại chết tứ kết. Qua tứ kết lại còn chết bình thường. Hai đều, tỷ số 2 đều các bạn nhá. Trở về vạch xuất phát rồi. Thế thôi, thế thôi. Đúng rồi. Nhập lộp rất tốt từ vị trí của tiếp tục công nhồi. Đúng rồi. Lại nhấc lốp. Cứ lốp thôi. Bên kia nhấc lốp lại. Ui ui. Một pha phản xạ rất nhanh nhẹn đến từ bình luận viên Rùi Muối. Nhấc chân máy bảo vệ. Đúng rồi. Và cứu bóng rất tốt đến từ vị trí của đúng rồi. Trạng Bật. Tỷ số 0-15. Và này chưa bài rồi. Hai anh em mỗi anh em một góc để đánh với Tú Thái Nguyên rồi. Bóng vẫn còn. Cặp vợt. Vội rồi, Trung Sơn Đồng khá vội. Thế thôi, thế thôi. Điểm 0-30. Tỷ số 0-30 anh em nhá. Tỷ số lớn là 2 đều 0-30. Đấy mới là chuẩn nhá. 0-40. Giáo sư tennis huấn luyện viên online anh Cường Nhổn đang điều khiển trận đấu. Bên này đôi này mà vào học. Đôi này mà một pha đánh bóng khá làm tay đến từ Quang Nhồn.
10 ăn 1. Tấn Cửu nói thật. Bên kia vào chung kết là Tấn Cửu. Mất ai? Ai mất? Anh Tấn Cửu mới mất đô đinh viên. Còn bên này mà vào Tấn Cửu được 5 lít. Phải, đánh với ai? Đấy, Tấn Cửu đánh với cả đô bên kia. Trời ơi, Nguyễn Đức Vương. Sở mặt lôi. Tú đánh về chắc nàn rồi, có ôm được không? 3-2, nghiêng về Quang Nhổn và Công Nhổn. Bên kia cái nhiều có tỷ số 3-2 các bạn ạ. Bán kết 1 bên kia 3-2, bán kết 2 bên này cũng 3-2. Đôi Ninh Hiệp đang dẫn 3-2 trước đôi Vinh Hôm Thăng Long. Đây là bán kết 2 tứ kết đấy anh Thanh Tùng ơi, đây là bán kết rồi. Bán kết 2 nhá. Trung Béo chắc hết sức rồi, xin chào Quân Sơn Đồng. Trung Béo là có mấy quả đầu lưới ngon quá nhưng mà kiểu tâm lý không ổn định. Thế bên kia kích là chơi kiểu tất tay, smart toàn ra ngoài. Tỷ số đang là 3-2. Mưa quá anh em ạ. Trả ra bóng rất tốt đến từ Trung. Hay chưa? Đi ạ. Vòng 15. Tỷ số là 0-30. Ôi thì gãy hết vợt đấy. Nhẹ nhàng thôi. Ba định giá đâu. Anh em Sơn Đồng thì không có gì ngoài điều kiện, cứ đổi gỗ lấy vật thôi. Thích thì làm một cái cúp bằng gỗ xong đổi. Và đấu sót không thành công. Và fake đấu sót đến từ vị trí của Đủ Thái Nguyên. 30 đều 3-2, 30 đều. Trời mưa rồi các bạn ạ. Trận giải ngày hôm nay có 50 đôi. Đánh bác cũng sân. Lưới chắc chắn đến từ vị trí của quá nhột. 40-30. Game 4-2 và trả lời xuất sắc đến từ vị trí của Quang Nhồn. 4-2 rồi. Tỷ số đang là 24-0. Smart ra hàng rào và smart hỏng đến từ Tú Thái Nguyên. 0-15. Thôi đến tầm này thế thôi là đánh được rồi. Là bóng cặp bật, liệu bóng còn không? Không còn. Điểm 0-30, 2-4. Đội 1 và đập ruồi. Không 40, 2-4, 0-40. Ai đấy? 15-40. Tình trạng quả quả đột biến rất dị. 24-15-40. Đang có nước.
5 2 cho đôi Quang Nhổn, Công Nhổn đổi sang đổi ra bóng. Bên này trận bán kết này trọng tài quá, bên kia cò cưa trận bán kết bên kia hay hơn cả các bạn. Tỷ số 5-2-0-0. Quang cầm ghi giờ bóng số 8. Với 1. Smart mất hình. Một pha lùi smart của tiền thủ cầu lông Phú Thọ. 15-0. 5-2. Lúc mà đúng tay cầu lông thì thôi hỏng rồi. Ê! 30-0. Đề nghị bộ công an vào cuộc. Đạp gãy cột điện đến từ vị trí của Trung Sơn Đồng. Tỷ số hiện tại đang là 40-0, 5-2. Quang Nhổn, Công Nhổn. Xin chào các bạn anh em ở trận chung kết nhá.